cái chế độ của nó. Thì các bạn có thể chọn chế độ chớp mà mình thích. Đó, đây còn đây là đó. Và nó có cả remote. Còn cho mình cảm thấy nha. Ok, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Phong Man. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quy hợp cho mọi người xem một cái đàn khá là thú vị. Thì cái đàn này là đàn LED 7 màu vũ trường. Thì nó có cảm ứng nhạc và đèn nó sẽ nháy nhấp nháy theo cái điệu nhạc. Thì cái này có thể dùng trang trí hoặc là để các bạn karaoke ở nhà thì bắt lên quẩy thì cũng khá là vui. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Rồi, cái đèn này có giá bao gồm ship luôn là tầm 113.000 thôi, khá là rẻ ha. Đây là cái đèn của chúng ta. Thì cái đèn này bên ngoài để xem nè, không có hướng dẫn gì đặc biệt, tiết kiệm 80% điện năng. Rồi, đơn giản vậy thôi. Full color nha. Rồi, ở bên trong thì thế nào? Đây, chúng ta trong hộp thì chúng ta có một cái remote. Đây, thì chúng ta cái phiên bản này có remote đó nha. Và chúng ta có một cái đèn thế này. Và dây khá là ngắn nha mọi người. Và có một cái chân này để chúng ta bắt vào, có thể bắt lên trần, chĩa xuống như thế này. Ở đây mình có mấy cái lỗ này, mình nghĩ là mấy cái lỗ dưới này nè. Mình nghĩ là đây sẽ là những cái cho âm thanh nó lọt vào để nó sẽ nhấp nháy theo điệu nhạc. Thì mình sẽ thử tính năng nhấp nháy điệu nhạc trước ha. Bây giờ mình sẽ cắm điện qua bên này, mình sẽ cắm cái điện vào đi. Rồi, mình cắm vô nha. Rồi, wow. Nhìn rất là lung linh luôn mọi người. Đây mình thử cái remote chút nha. Thì ở đây có music 1, 2, 3. Và alo. A1, A2 là cái gì nha. Cái remote này trước khi mọi người sử dụng thì mọi người tháo cái miếng này ra nha. Ở đây thì ta không có cái nút gì hết. Rồi, mình sẽ thử giờ nó cảm nhạc như thế nào nha. Thử một cái bài nhạc. Bây giờ thì mình sẽ tắt đèn hết để mọi người thấy được. Đây. Đó. Đó. Tắt đèn hết mọi người sẽ thấy rất là đẹp. Với giá tầm bao gồm tiền ship 100.000 đó, thì mình nghĩ là đây cái đèn này để quẩy là hết ý luôn á mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn. Và nó có cả remote. Wow, cho mình cảm thấy nhạc. Đó. Rất là lung linh huyền ảo luôn. Đó, đẹp chưa?
Rồi, rồi mở đèn lên thôi. Rồi mở đèn lên. Rồi cái này thì không có nút chỉnh ở trên này. Rồi chúng ta sẽ sơ qua một chút về cái remote này. Remote này chúng ta có thể tắt mở nè, còn cái chế độ DMH, chế độ gì mình bấm mình cũng không biết nè, nhưng mà cái stop nè, đó cho nó dừng xoay, rồi xoay và flat đây. Flat là nó chớp chớp gì đó này. Và ở đây có music 1, 2, 3, đó là cái chế độ của nó. Thì các bạn có thể chọn chế độ chớp mà bạn thích. Ví dụ mình chọn music 3 đi. Đó, đây còn đây là đó. Nó gọi là cảm biến nhận diện cái nhịp của âm nhạc á. Đó, thì mình ra bắt nhạc lên thì nó sẽ nhảy theo nhạc. Thì cái này mọi người có thể mua về chơi ở gia đình rất là ok. Thì mình thấy là trong phòng mình 3-4 mét vuông có thể chơi cái này được, hoặc là xa hơn thì cũng được, vì cái này là đèn led mà, nên nó chiếu được rất là xa và rất là sáng luôn. Thì chơi nói chung là cái này nhỏ nhất chơi trong phòng là ok, rất là tiện luôn. Hoặc là các bạn đi ra chỗ nào nó hơi to một chút vẫn chơi được nha. Điểm khuyết của cái này á, đó là nó cái dây nó hơi ngắn nha, cái dây nó dài hơn một tí là ok. Tuy nhiên thì chúng ta có thể kéo dây thêm rồi. Và cái này á, một các bạn có thể bắt vô, hoặc là nếu các bạn lười bắt vô thì các bạn để như vậy luôn thì nó vẫn có thể chơi được như thế này. Thì để gì mình thấy ok hơn. Để gì thì âm thanh thì nó cảm âm sẽ tốt hơn. Rồi, và nếu các bạn muốn mua cái sản phẩm này mình để liên tới phần mô tả video, thì rất là nhiều mẫu cho mọi người lựa chọn, từ bự nhỏ, hoặc là có một số loại là nó không xài điện, nó xài pin cũng có. Và trên cái remote, và có một loại có remote và không remote, thì không remote thì nó sẽ rẻ hơn vài chục. Thì các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Cái này là ngon bổ rẻ luôn á, chơi karaoke nhà ngắn cái này là phê quẩy các kiểu ha. Rồi chào.